ba anh chị em thân mến. And dear thứ gì, it's good to see you back. I know that you go back last week, but I wasn't here during the mass. It's our first mass together, the new faithful mission year. And in the gospel today, we encounter that first and foremost, Jesus himself intentionally would like to gather only with his disciples. And in this context of intimate personal context, Jesus revealed the plan that sounds very challenging, but at the same time, this plan is promised to have a very good outcome. Passion, death, and resurrection. What we can learn from this is that given that you and I, we are both caught up in so many things, God himself today does exist and does nudge us here and there to get us away from the normal busyness of life so that we can be with him in prayers, so that in this silent, personal, intimate encounter in prayers with God, he will reveal his plan for all of you, his plan for all of us. And sometimes when we pray to God, we find out that it sounds a bit difficult and challenging, but God's plans for us is promised with a victory, with the overcoming and winning God. So perhaps what we can do today is that before we go to sleep, right, to bring to God our plans, what we pray for grandma, grandpa, for school, for example. And if we find it all so difficult, remind ourselves that God, when he reveals his plan for us, he doesn't just reveal and he takes off, but he stays with us each day to work with us in our plan. And may we find the time to talk to him so that we can experience his presence in our difficulty. So I hope that it's good for us all today, just a little homework for tonight. Kính thưa quý cụ, ông bà, chị em thân mến, bài tin mừng tuần vừa trước kể cho chúng ta về việc lần đầu tiên Chúa Giêsu nói về việc Ngài sẽ bị chịu đau khổ, chịu chết và sống lại trên Jerusalem. Bài tin mừng tuần này cho chúng ta thấy đây là lần thứ hai Chúa nói cho họ về cái dự định của Chúa. Và bài chia sẻ tin mừng của con ngày hôm nay sẽ về phần thứ hai của bài tin mừng, đó là khi Chúa đến Capernaum, Capernaum và dùng một hình ảnh một đứa trẻ để dạy cho các con đồ biết muốn trở nên lớn trong mắt Chúa là như thế nào. Trước tiên chúng ta có cần phải có hai từ chúng ta phải cần giải nghĩa. Thứ nhất, từ Capernaum tiếng Việt, Capernaum tiếng Mỹ, tiếng nghĩa là cái từ đó có nghĩa là Capernaum nghĩa là ngôi nhà của những sự an ủi. Và cái vị trí Capernaum là nơi mà Chúa bắt đầu việc rao giảng. Chúa gọi các tông đồ đầu tiên ở Capernaum, Chúa làm phép lạ, Chúa giúp cho mẹ vợ của thánh Phêrô, Chúa chữa cho con gái của người bị uông linh sống lại, rồi Chúa làm phép lạ, Chúa nói rằng Chúa là bánh trường sinh. Tất cả mọi sự kiện này được diễn ra ở Capernaum. Và trong những sự kiện này, những việc Chúa chữa lành, Chúa huấn dạy, các tông đồ theo Chúa thời bấy giờ thấy được qua con người của Chúa sự an ủi của Thiên Chúa. Khi họ thấy Chúa chữa lành, khi họ thấy Chúa không ngại giai cấp, Chúa giúp người ta, khi đó họ thấy được là nơi đây chính thật là nơi của sự an ủi. Vì ông Giêsu không ngại giai cấp, không ngại cao sang, vẫn giúp, vẫn xả mạng sống của mình ra giúp cho những người khác. Và bây giờ trong ngữ cảnh của bài tin mừng, Chúa Giêsu đang trên đường đến Jerusalem để chịu khổ hình, và Chúa mang các môn đệ của Ngài đến trở về nơi mọi sự bắt đầu để giúp cho họ thấy ra rằng việc Chúa sắp làm sẽ là chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng khi Chúa đã tỏ mình cho họ, đã chữa lành phép lạ, và họ đã theo Chúa vì họ đã thấy những gì rất là lạ từ Ngài, thì trong cái ngữ cảnh, trong cái làng Capernaum này, Chúa Giêsu nói với họ
là như Chúa đã làm và bây giờ trong mắt của Ngài. Muốn trước tiên trước mặt Chúa là thứ nhất bắt giống là giống như Chúa để trở nên giống như thầy của mình hơn, để hình ảnh một em bé là người không có giai cấp trong xã hội. Và Chúa nhắn nhủ rằng nếu chúng ta chấp nhận nhau, phục vụ nhau không có giai cấp, không phân chia giai cấp, thì khi đó chúng ta không giống, không những giống Chúa mà còn được lớn lên. Và khi làm như vậy, chúng ta bắt chước hình ảnh của Thiên Chúa, là nơi là người luôn luôn tỏ mình ra trao ban để qua sự phục vụ không có giai cấp trong ngôi làng của sự an quyền. Chúa muốn nhắn nhủ các môn đệ rằng và các người theo Chúa sau này, nếu muốn trở thành lớn nhất trước mặt Chúa thì chúng ta trở nên để phục vụ nhau, để mang sự an của đến với của Chúa đến cho mọi người và giúp cho mình giống môn đệ, người môn đệ giống thầy mình hơn. Đó là lớn lên lớn nhất trong ơn nghĩa của Chúa. Và nói như vậy, chúng ta hỏi tại sao con phải làm như vậy, tại sao con phải phục vụ giống Chúa, tại sao con phải làm sự an nguyện. Xin thưa, trong hai bài đọc, một bài đọc hai, và trong kinh nghiệm bản thân con có thể đoán là chúng ta đã bao lần tưởng như rằng đôi khi chúng ta dành thì chúng ta có, nhưng đôi khi chúng ta nhận thấy rằng khi chúng ta dành là chúng ta mất nhiều thứ khác, mất đi sự bình an, mất đi chính cái con người của mình mà chúng ta không thấy mình đi nữa. Đôi khi chúng ta làm như vậy, chúng ta tối về ngủ, chúng ta không thấy mình là ai, chúng ta không thấy nhận ra mình là ai được. Và đó là điều đau khổ nhất. Con có thể nói dối với tất cả mọi người, nhưng trước khi ngủ, mặc dù không có vợ, nhưng có vợ hay không có chồng, trước khi đi ngủ chúng ta đối diện bản thân và đối diện với Chúa. Và khi chúng ta nhận thấy tiếp được con người của mình đứng trước mặt Chúa, thì chúng ta mới nhận thấy ra rằng đôi khi cho đi chính là con kiếm được chính bản thân con người của chúng con. Thiên Chúa ngày hôm nay kêu gọi tất cả các môn đệ của Ngài dùng dành thời gian cách riêng với Ngài. Chắc có lẽ trong cuộc sống Thiên Chúa cũng níu kéo chúng ta bằng nhiều cách để có thể lắng ra một chỗ yên lặng, để dành riêng thời gian với Ngài, để Ngài nhắn nhủ chúng ta, để Ngài giúp chúng ta thấy được rằng qua sự hy sinh phục vụ giai cấp của tất cả các nhiều người, chúng ta được thấy sự an của Thiên Chúa và có dùng phương cách để kiếm lại được chính con người của mình mà có lẽ qua những sự đố kỵ của thời gian đã làm chúng ta quên mất. Quý vị cũng đã biết là đối với cha Bảo, con những là cha bố nhưng là người rất tốt với con. Tại vì khi con đến với Ngài, bằng cấp thì có nhưng địa vị xã hội thì không có. Nhưng qua cha Bảo dành Ngài dành nhiều thời gian với con, hay cho con nói chuyện, con kiếm được trong cái ra của Ngài vào một mùa Giáng sinh là nơi Thiên Chúa an ủi. Để qua nói chuyện với cha và qua cha Chúa nói chuyện với con tìm thấy ra được rằng con có thể từ từ nhìn cuộc đời một cách khác, để tìm lại chính cái hình ảnh của mình mà mình được Thiên Chúa tạo dựng nên cái hình ảnh đó. Đó là sự bình an để chúng ta có thể đương đầu với thử thách tương lai. Khi con đi tu cũng chẳng biết có tu được hay không. Mười người nói chuyện, chín người đã nói con chạy đi ra thành phố. Nhưng xin thưa, chia sẻ như vậy mà con có mục đích, nó rất là nghiêm túc. Là đôi khi cuộc sống làm chúng ta quên mất cái hình ảnh mà Chúa muốn cho chúng ta thấy được chính mình. Chúng ta ước rằng khi chúng ta dành thời gian riêng với Chúa, Chúa nói với chúng ta qua những sự hy sinh của rất tất cả những người phục vụ, của nhiều người có tinh thần trách nhiệm, chúng ta được thấy sự an ủi của Chúa. Và qua vậy chúng ta đối xử với nhau để mang Chúa đến cho mọi người khác, để họ thấy được hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc sống.